Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Ai yêu những sản phẩm nào hay yêu thích sản phẩm nào thì gọi điện thoại trực tiếp về số của em 0378 050 027 nhé, để em có thể tư vấn được chính xác hơn cho mọi người. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người 5 chiếc túi ngủ của nhà em. Hôm nay em sẽ quay tại nhà nhé, bởi vì là 5 chiếc túi ngủ này nó to quá, với cả ở ngoài quán chật không có chỗ để, thì em sẽ quay tại nhà và cũng để tại nhà luôn. 5 chiếc này thì có 1 chiếc đời 67, còn đâu là 4 chiếc đời tầm trung nhé, đó là đời năm từ 1978 cho đến 1986 nhé. Đầu tiên sẽ cho mọi người chiếc túi ngủ năm 1967. Chiếc túi ngủ năm 1967 thì nó là màu hanh úa nhé, nó là khóa nhôm màu hanh úa 567, độ mới rất là cao và nó là lông vũ thì nó nhẹ hơn những cái đời sau của nó là trần bông, còn ở túi ngủ 567 của nó là trần lông, ở trong nó là lông vũ nhá, rất là nhẹ. Đấy, lông vũ còn thỉnh thoảng có một vài cái rút ra được. 567 của nó đây, đế ra 567 đấy, 67C đây, và nó là khóa nhôm nhá, cái khóa của nó khóa nhôm như là khóa 165 luôn. Răng to này, răng cá mập này, khóa nhôm này. Đó, rất là đẹp nhá. Cái này các bác ví dụ có áo 165 mà bị lỗi khóa thì các bác thay khóa 165 bằng cái này cũng được. Vì dạ khóa của nó còn rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Độ mới cái này còn rất là cao nhá. Các bác nào để sưu tầm hay sử dụng thì vẫn là rất ok nhá, nó không bị lủng rách gì. Còn rất đẹp, khóa còn rất đẹp, kéo trơn tru. Đấy, chân khóa xuống tận dưới này không bị gãy một cái răng nào luôn. 567. Đấy, còn tem in này rất là đáng sưu tầm nhá. Chiếc túi ngủ 567 này thì em bán giá là 1.200.000. 1.200.000 nhá. Đó là vải búp bin trơn ấy. Còn đây, 4 chiếc túi ngủ đời trung này thì nó là có cái là 578, có cái này 578 này. Nó là đều màu xanh ô liu nhá. Cái thì xanh ô liu hơi nhạt một chút, cái thì xanh ô liu đậm, nó tùy từng chiếc một. Như cái 578C này nó là xanh ô liu hơi nhạt này. Nhưng mà màu của nó thì rất là đẹp nhá. Xanh nhạt, màu đẹp, nó ở trong nó trần bông khóa nhựa nhá. 578 này độ mới của nó thì rơi vào tầm 95%, không lỗi nầm, không đủ rách gì, sạch đẹp. Về mọi người sử dụng được luôn được nhá. Hoặc là mọi người lấy cái túi ngủ này may quần may áo thì nói chung là cũng rất là nhiều nhá, vì nó rất là to, dài của nó hơn 2 mét cơ. Dài hơn 2 mét và chiều ngang của nó là rơi vào tầm 80. Cực kỳ to nhá. Tem in đầy đủ nhá. Chất lượng tuyệt vời, dày dặn. Mọi người may quần may áo thì rất là ok. Giá bán là 1 triệu nhá. Giống như cái chiếc túi ngủ này là 1 triệu một chiếc. Đấy là 578 này. Cái này là năm bao nhiêu? Cái này là 586 này. À, 586 này. Đó. 586. Độ mới cái này gần 3 cái năm, 2 cái năm 1983 này. 2 cái này năm 1983 này. Một cái này năm 1986, độ mới của nó là rơi vào 98-99%. Gần như chưa sử dụng luôn. Mới xuất sắc luôn. Cực đẹp. Cái này 583 nhé, bản thử nghiệm 583 này, mới đét luôn. Cái này cũng 583 đó. Hai chiếc này cũng giá 1 triệu, à ba chiếc này cũng giá 1 triệu luôn nhé. Ba chiếc này cũng giá 1 triệu. Độ mới của nó tầm 98-99%, không lỗi lầm, không đủ rách. Khóa nhựa nhé, những cái này là đều khóa nhựa hết ạ. Khóa nhựa cúc bấm bằng đồng, cực xịn, dây dợ đầy đủ nhá, dây đầy đủ nhá, dây của nó cũng rất là đẹp. Giá của ba chiếc, bốn chiếc túi ngủ này là 1 triệu. Một cái 578 này, hai chiếc 583 này, một chiếc 586 này, đồng giá 1 triệu cho dễ nhá. Bác nào lấy chiếc nào thì báo em. Còn chiếc 1967 này nó đời sâu hơn một chút và khóa nhôm thì em báo giá là 1.200.000. 1.200.000 một chiếc nhá. Rồi, bác nào cần chiếc nào thì gọi điện thoại trực tiếp về số của em
0378 050 027 để có thể em tư vấn được chính xác hơn nhé. Rồi em xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo.